Anh nghĩ sai rồi, Châu Sinh Thần. Anh nghĩ sai điều em nói rồi. Em biết anh không thích kinh doanh, chỉ thích người vào việc ở phòng thí nghiệm. Vì vậy, điều em muốn nói là nếu đời người đã vô thường, luôn thay đổi thì đừng trì hoãn nữa. Đợi anh làm xong việc cần làm thì hãy bỏ hết tất cả ở nơi đây xuống. Sau này anh chỉ cần mỗi ngày nghiên cứu sao Kim mà anh thích. Chuyện còn lại cứ giao hết cho em. Em pha trà cho anh, nấu cơm cho anh, chăm sóc anh thật tốt. Sau này mỗi ngày đều có em. Em chính là chỗ dựa của anh, người thân nhất của anh. Nếu anh đã không thích Trấn Giang thì chúng ta sống ở Thượng Hải. Thượng Hải mới là nhà. Em nói thật mà, rượu vào lời ra đấy nhé. Em nhìn em đi, mặt đỏ cả lên rồi. Thật sao? Em không thể uống rượu, uống chút thôi là say rồi. Nhưng lúc em đỏ mặt cũng rất xinh đẹp. Thật đấy. Em chóng mặt. Nếu không thoải mái, hay là chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé. Bây giờ em đi thì càng chóng mặt. Anh ôm em nằm một lát